Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gia tăng nhanh chóng, và đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus nhóm adeno và picona gây ra. Đến nay thì vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi đó thì lại lây lan nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp điện công cộng lăn bánh trên những con đường tại trung tâm thủ đô. Mô hình phương tiện công cộng này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều tiện ích cho người dân cũng như là góp phần bảo vệ môi trường. Cũng trong sáng ngày hôm nay thì phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng đã có mặt ở một số trạm thuê xe trên địa bàn thành phố ghi nhận trải nghiệm ban đầu của người dân. Anh Vinh đã quen với việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện trên cao, nên khi dịch vụ xe đạp công cộng được thí điểm, anh đã ngay lập tức sử dụng. Việc mình sử dụng xe này thì nó cũng khá là dễ dàng, thì mình có đã cài app và sử dụng ví điện tử để trả tiền, nên là mọi thứ nó nói chung là cũng khá là thuận tiện. Giờ này mùa thu Hà Nội nó khá là mát mẻ và được gọi là rất là lý tưởng để đạp xe. Tại điểm trạm nằm trong khuôn viên vườn hoa 19 tháng 8 trên phố Phan Chu Trinh, nhiều người dân cũng tò mò và háo hức mong được đi thử xe. Bản thân em cũng thích đi xe đạp này, vừa bảo vệ môi trường mà đảm bảo sức khỏe, tập vừa tập thể dục. Nhà em cũng ở gần đây, dạo này em thấy rất nhiều những chiếc xe đạp điện như thế này, em thấy rất thú vị, nên em đã cùng mẹ ra đây để thuê một chiếc để tập thể dục và vui chơi. Sau khi chính thức ra mắt dịch vụ thuê xe đạp vào ngày 24 vừa qua, có khoảng 500 chiếc xe đạp điện và 500 chiếc xe đạp cơ đã được đưa vào vận hành trên 79 trạm khác nhau. Giá thuê một chiếc xe trợ lực điện sẽ là 10.000 đồng cho 30 phút sử dụng, còn đối với xe đạp cơ là 5.000 đồng. Tất cả thao tác thuê chỉ cần thực hiện với chiếc smartphone. Ý thức của khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng như công tác chăm sóc xe của nhà cung cấp là hai yếu tố quan trọng đảm bảo tính lâu dài của mô hình này. Những chiếc xe đạp mà khi có hỏng hóc thì chúng tôi đều được cảnh báo lên hệ thống và đều có đội ngũ nhân viên tiếp cận để hỗ trợ người dùng để có thể xử lý sự cố ngay tại đó hoặc là có thể đưa về văn phòng để xử lý. Hy vọng với mô hình dịch vụ công cộng mới này, bài toán giảm áp lực khí thải ra môi trường sẽ dần được tháo gỡ, cũng như tạo thêm nhiều tiện ích cho người dân cho việc đi lại.